mình gãi vô á, cái nặng chanh vô ăn cơm ngon lắm. Vậy hả? Cái chị ăn chị chặt chị lấy cái đọt ở trong á. Chị ít ăn mấy cái này đó. Dạ. Tôi biết sao giống như là cái bụng chị nó không có tiêu không? Cái gì mà khó tiêu nha. Lạ lạ là chị dạ. Ăn chứ không phải chị á. Dạ. Trời cái cây, cái chị coi cái cây nó bự mà em còn có nhiêu rồi. Em lấy cái ruột ở trong à. Cái này giống như mà trộn gỏi rồi làm gà vịt gì ăn cũng được. Đúng rồi, người ta trộn gà vịt đó. Để ba cô đi. Mà cô chào. Xưa cái hộp ta ăn xong á, người ta trồng bằng cái hộp á cả nhà. Cây xoài mười mấy năm. Mèo. Mẹ cao uống thuốc. Ợp mẹ ơi. Ừ, còn miếng nữa. Uống thuốc có không ạ? Ừ. Ok luôn. Thích không?
Con hỏi ông bà có khỏe không? Khỏe, con bị đuối mẹ ơi. Bèo. Nhìn mày coi coi. Cái con mũi này thiệt á. Bèo bánh đó nha. Sài Gòn mắc lắm. Ở dưới quê. Dưới quê nhiều lắm cả nhà ơi. Gì không? Cay. Đây cho mẹ cho. Lấy cái này cho. Cay lắm hả? Mẹ lấy cái gì con nha. Chịu không? Cái bút uống nước trà. Để mẹ lấy cho từ từ để mẹ lấy. Để mẹ cho con nè. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn ai? Cảm ơn ai? Cảm ơn chị ba em. Ủa chị ba nữa. Ôi trời khỉa mẹ nữa hả? Chị ba nữa. Chị ba nữa. Cả nhà yêu có khỏe không cả nhà? Hôm nay cả nhà làm gì rồi nè? Không biết hả? Khi nào mới hết cách ly cả nhà? Cháu. Nhưng mà con chú ăn cơm chưa? Chắc ông bà, sao chú ăn cơm, ông bà, em bé ăn cơm chưa? Còn con chuẩn bị ăn nè. Cả con chuẩn bị ăn nè, cả nhà. Cả nhà con nhớ con ha. Chị chạy cả nhớ con không? Còn chú đàng hoàng với chị. Bye. Chị chạy cả nhà con tắm sạch sẽ rồi đó. Cả nhà con tắm sạch sẽ rồi đó. Con một quần áo con chó ngon. Chó chân thi chưa tắm. Chân chi cư chưa tắm. Rồi hay nên tắm sạch sẽ chưa? Tắm sạch sẽ rồi nha. Để cá đầu cây. Con đói bụng chưa? Chó phát bầu đi nè. Con có đói bụng chưa? Con đói bụng rồi. Đói bụng rồi đúng không? Bụng chú con còn còn đầy nha. Còn tròn luôn vậy đó hả? Thành quả của hai mẹ con mình đúng không? Chấm chú con nữa. Được. Cho mẹ ngồi không? Không, mẹ đến đây. Mẹ không cho mẹ ngồi chứ. Mẹ đến đi. Chạy thôi. Con cho mẹ ngồi nha. Cả nhà xem. À. Thành quả của hai mẹ con nè. Bắp chuối á cả nhà. Bắp chuối trộn với rau răm. Thay vì người ta chấm với lại người ta chấm với lại he lên buông tay ra con đó. Chấm với lại nước mắm thì nay chấm với lại muối ớt đó cả nhà. Đây mời cả nhà ăn cơm. Con nói đi mẹ. Mẹ chăm cho con rồi con. Con thân cho mẹ rồi nè. Mẹ cảm ơn con. Mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm với con. Con nghe. Con nói đi, con mời cả nhà ăn cơm với con. Con không nghe rồi. Mời cả nhà ơi. Mẹ ngồi xuống đi, con ngồi xuống đi. Đây mẹ con. Mẹ cho con hả? Đúng rồi. Đây là chấm với lại muối ớt, muối ớt chanh. Cả nhà mời cả nhà ăn nha. Ăn cơm với hai mẹ con ăn nha. Thôi mẹ ăn đi. Cay hả? Không có cay đâu. Không có cay.